nên tiếc thì yến đặt đam hộp, ngà lấy yến đặt đấy, ê, ngao ngà lông bắp bị lột đam rồi làm lâu nè nó xin, đi nè à sao bị, u lê ăn vậy tươi đang đỏ sờ đến mi tiếc nè, nhìn chung lâu à lông bị, ta đi xin ngà đào thi yến thi gì lại, hậu đi khao trái sống với, ai nhá ai à với chị lưu chị, à vi lê à khao tiêu sa đồ chạy để bọn nó bây giờ vì là mình đam mê bọn nó ăn nhiều tụi mình ai lại béo già ấy ăn đi khó già bọn nó thay mấy lại tụi mình ăn được nhiều khó khăn ai lại béo già vậy xin hả? Tất cả tụi mình ăn rồi thì vấn đề bây giờ bọn nó tất cả đi công mà đi mà xử lý ăn nhiều bọn nó đi mua này công mà đi lúc xin nó vấn đề vậy xin hả? Xí bà đấy mama yêu yêu đồ mama mà suy tư mi rồi anh yêu ai tiền thì suy tư mi phong mà chỉ biểu bọn nó sẽ cái số lên là vậy xem mama lấy tiền về vậy xem mama ở nhà rồi tư mi của bọn nó thì nếu bây giờ sao lâu cái này mama tiêu xong này số lúc xem mama ăn này biểu bé ăn này biểu tư mi hồ lô lô nhà mẹ đi lô lô nhà mẹ số mama tiêu xong ra vậy xem hả hả mình nghe lấy cái đó và tận nạp vào vậy xem bây giờ đi tiền này ông tôi biểu join lại đã bọn nó hả thế nên ta trả cho tốt nên lý nên lao xin đi vào vì sao ta cả sẵn là nè bà học con anh nè lao cái này sao biểu vật nào bà thì tiêu sao đó số lúc xin công luôn tao mi tiêu sao vật nào bà ấy thay mấy vi lên khen ở bọn nó bù vô a a ta mai xin học học cái nè tiêu thì yến đặt đam hộp ngà lấy yến đặt ê ngao ngà lông bắp bị lột đam rồi làm lâu nè nó xin đi nè à sao bị u lê ăn vậy tươi đang đỏ sờ đến mi tiếc nè nhìn chung lâu à lông bị ta đi xin ngã đào thi yến thi gì lại giờ cá chỉ là ai khen ở chạy lô số bây giờ anh yêu na khá đông khá là bảy chỉ vậy xem anh yêu thấy lo ya hoa số lúc xin mẹ này mà lấy cô cô biến rồi chỉ biết lấy tiền phiệt đấy học học đi khen ở chạy sống với anh ai ya với chỉ lúc xin phá lúc này số cái xin vài mà chào lấy mama đón xe cá về đi lô xóa ra rồi đi, mama khi nhận nhận lô biến xóa ra cái cảnh tượng gì, ai nhận ai ai cái cảnh chỉ bị lô xin đi, lô lô biểu mày, lô bố biết xóa chỉ say bảo à, bố biết mày làm cái gì, ngã sấp rồi nhìn cái này mama hậu phun, nếu không mà ngã nay chân cái tấm nhà chỉ mà để xem lại đi, nếu không ngã bị tè à, nếu lô ở trên mà cao, ở dưới thì vì sao mà cao lên cao bằng với sao đi lô ngã bị anh như thế nhà tè à. Vì lên à khăn tiêu sa đồ chạy để bọn nó bây giờ vì lên mình đam mê bọn nó ăn nhiều tụi mình ai lại béo già ấy ăn đi khó già bọn nó thay mấy lại tụi mình ăn được nhiều khó khăn ai lại béo già vậy xin hả tất cả tụi mình ăn rồi thì vấn đề bây giờ bọn nó tất cả đi công mà đi mà số lúc xin ăn được ăn được nhiều bọn nó đi mua này công mà đi lúc xin nó vấn đề vậy xin ăn được tất cả tụi mình tụi phụ để bọn nó cái mì ăn lúc xin bắt đầu thì vấn đề bị tiếp xem mình lại cái mì ăn cái mì ăn rồi ăn chỉ là bọn nó cái mì ăn lại tụi mình nhảy chỗ ra này vậy xin hả